Thân Việt xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình, bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thân Việt. Quý vị, hôm nay trong tập 409, ngày cuối tuần, xin gửi đến quý vị một chủ đề cũng khá thú vị, à, đang là một cái đề tài mà có lẽ là đang thảo luận trên mạng xã hội và Thân Việt đã nhận được một số cái câu hỏi của quý vị gửi vào sáng ngày hôm nay, nên uh, Thân Việt uh, cố gắng... Uh, À, trả lời thay vì trả lời vài quý vị thì cho phép thân Việt được uh, trả lời trực tiếp luôn trên uh, uh, chương trình YouTube uh, Thanh Việt Phóng Sự ngày hôm nay chủ đề đó là tuổi của cụ Vân 77 hay 90 là một con số quan trọng hay không trước khi uh, bắt đầu chương trình như thường lệ Thanh Việt xin uh, được uh, kính chúc sức khỏe đến uh, toàn thể quý vị chúc quý vị một ngày thật là an vui và hạnh phúc bên uh, gia đình và người thân thưa quý vị Thì bây giờ à, chúng ta bắt đầu vào chương trình cái à, câu chuyện đầu tiên mà thanh việt à, muốn chia sẻ với quý vị là cái à, tuổi của à, cụ vân nhưng quý vị à, mình à, sau khi mình giải thích xong à, con số nào mà mình thích con số nào mà mình cho rằng có nhiều cái bằng chứng à, đưa đến cái khả năng cao đó là cái tuổi à, của ông cụ này sau đó thì Thanh Việt sẽ được trình bày, sẽ xin trình, trình bày với quý vị cái, cái tuổi của cụ so với cái con số những tù nhân tại nước ngoài cũng như là tù nhân ở trong nước. Và với cái tuổi cao như thế này thì cụ sẽ được những cái gì khi mà đi vào trong trại giam. Thì bây giờ để không mất thời gian quý vị, Thanh Việt xin được đi thẳng ngay vào cái phần chủ đề chính đó là 77 hay 90 thì để được cái câu hỏi như thế này đối quý vị trả lời được một cái câu hỏi như thế này thì thân Việt xin được phép là chia ra một số cái khoảng thời gian mà thân Việt nghĩ rằng nó có một cái ảnh hưởng đến cái tuổi của cụ nếu mà sinh năm77 đối à, nếu mà năm nay 77 tuổi đối quý vị thì sinh năm 1945 những quý vị sinh năm 1945 thì như quý vị thấy à, năm 1965 thì được 20 tuổi 67 được 22, 69, 24, 75, 30 tuổi và à, năm nay là 77 tuổi. Thì à, quý vị sẽ ngạc nhiên là tại sao có những con số như những năm 1965, 67, 69 và 75. Thì tí nữa Thanh Việt sẽ thư chuyện với quý vị cái à, à, giá trị của cái năm này nó ảnh hưởng đến cái tuổi của cụ như thế nào. Sau đó thì chúng ta có một cái giả thuyết nữa. Nếu mà cụ sinh năm 1932, nhưng quý vị, và năm nay, năm ngày, à, 2022, thì à, cụ đủ 90 tuổi. À, Thanh vị cũng à, không hiểu tại sao trên mạng xã hội có những cái thông tin là cụ sinh à, à, năm nay là 92, 93 tuổi. Nhưng mà thôi, đại khái là trên 90 tuổi và dựa trên giấy tờ à, về mặt pháp lý của à, bên tòa đó quý vị. Khi mà họ... Trong hai cái phiên tòa uh, sơ thẩm và phúc thẩm đều nói cụ sinh năm 1932 nên uh, thanh việt uh, mạng phép là sẽ nói là 90 tuổi nha quý vị. Còn uh, sinh năm 1930 hay là trước đó như thế nào thì uh, cũng vẫn là trên 90 tuổi. Thì bây giờ nếu mà sinh năm 1932 thì năm 1965 cụ 33 tuổi, năm 1967 35, 1969 37 tuổi, 75 là 43 tuổi và à, năm nay 2022 là đủ 90 tuổi. Bây giờ mình trở lại các cái năm như quý vị để mình hiểu được tại sao mà thanh việc sàm xí sọn lại để những cái năm à, ở chính giữa đó quý vị như là năm 1975 nè, năm 1969 nè, năm 1967 trăm 1965 thì à, à, có lẽ là những quý vị nào um, có có tuổi một chút đó quý vị sinh à, trước năm 1975 đó thì đều hiểu rằng à, 1975 nó có một cái mốc thời gian rất là quan trọng trong lịch sử của đất nước chúng ta và cho dù là quý vị sinh sau năm 75 thì à, trong cái phần học lịch sử đó quý vị quý vị đều biết được là 1975 đánh dấu một cái mốc ngoặt như thế nào đối với lịch sử ở Việt Nam chúng ta vậy thì còn À, những năm 65, 67 và 69 tại sao lại để gần như vậy, nó có mục đích gì? Thì thưa quý vị, để trả lời câu hỏi đó thì mình trở lại là 1975 là cái năm mà đất nước của chúng ta được hoàn toàn giải phóng và thống nhất thành một, có nghĩa là cuộc chiến tranh với Mỹ đó quý vị chấm dứt. Như vậy là những năm 65 đến 69 nha quý vị, đó là cái giai đoạn mà cái chiến tranh gọi là leo thang đến ở mức uh, tục đỉnh đúng không quý vị à, nhất là năm 1968, 69, 70, à, 71 đó là những cái năm mà à, cuộc chiến rất là khốc liệt xảy ra tại Việt Nam chúng ta. Thì à, nếu mà chúng ta so sánh giữa cái năm sinh 1945 và 1932 à, năm nào là thiệt đây? Thì bây giờ thanh Việt giả sử năm 1945 là thiệt. Như vậy, nếu năm 1945 là năm sinh thiệt đó quý vị, tức là ông cụ này khai gian lên 13 tuổi. Mục đích trong cái lịch sử của đất nước chúng ta vào cái giai đoạn từ 65 đến uh, 72 đó quý vị. À, cái mục đích mà khai gian lận tuổi, nhân quý vị, là để trốn nghĩa vụ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa Cho quân đội của Việt Nam Cộng Hòa Nhưng quý vị Nó chỉ có mục đích như vậy thôi à, Nó chỉ mục đích như vậy thôi Như vậy thì Thông thường đó Nếu quý vị à, sống ở nước ngoài à, Có nghĩa là à, Ra đi à, Rời Việt Nam trước năm 1975 Hay sau 1975 Nhưng quý vị đang à, đã à, Làm cho à, Quân đội của Việt Nam Cộng Hòa Thì quý vị cũng hiểu rõ ràng À, cái này thêm Thanh Việt tìm hiểu thôi quý vị có thể để lại lời bình nha Là thường thường khi mà người ta trốn nghĩa vụ quân sự đó quý vị Thì người ta giảm tuổi xuống Tại sao vậy? Thì Thanh Việt xin được trình bày trong vài giây lát nữa Tại sao mà giảm tuổi thì nó dễ hơn là tăng tuổi Mà tăng đến 13 tuổi Thì thưa quý vị Năm 1969 thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa à, Tuổi nhập ngũ từ 20 tuổi xuống 18 tuổi và quý vị cũng đã biết rồi, hầu hết các cái, các cái cuộc tổng động viên thời chiến tranh đó quý vị là nó di chuyển từ 20 tuổi đến 37 tuổi. Sau đó năm 1969 thì Quốc hội của Việt Nam Cộng Hòa hạ cái tuổi xuống từ 20 xuống 18 để bắt đầu tổng động viên. Như vậy thì cái tuổi mà tổng động viên nha quý vị trước năm 1969 là từ 20 đến 37 tuổi. Năm 65 là cái năm mà cái việc tổng động viên Nó bắt đầu à, à, Lên một cái con số khá là à, à, Lớn nha quý vị Cả hai vùng miền luôn Cả miền Nam và miền, và miền Bắc Vì vậy Thanh Việt mới để Cái con số 1965 ở đây Thì như vậy đó quý vị Đối với ông Vân nha Là nếu mà ông sinh năm 45 Thì lúc đó ông 20 tuổi Cái việc mà khai lên tuổi đó quý vị 13 tuổi nữa là được 33 tuổi Nó vẫn nằm trong cái tuổi để nhập ngủ. từ vì 37 tuổi là tuổi cao nhất. Mà không ai dạy gì. Mà người ta tăng tuổi. Nhưng quý vị thường đó quý vị. Là người ta giảm tuổi. Tự vì 20 tuổi xuống nữa. 18 tuổi xuống 17 tuổi. Nó dễ hơn. Là từ 20 tuổi mà tăng lên tới 33 tuổi. 13 năm trời. Đó là một con số mà nó không có thiệt. Nhưng quý vị không có thiệt. Rồi chuyện gì xảy ra nữa. Cũng trong những cái năm này. Việc cái tái ngủ cho tất cả các cụ quân nhân trong cái hạng tuổi 33 nha quý vị, đến cái hạn tuổi 33 luôn. À, với 5 năm dưới 5 năm à, trong quân vụ. Có nghĩa là mình đã đi à, quân đội Việt Nam Cộng hòa nha, ở cái tuổi trước 33 mình phục vụ được 5 năm rồi sau đó mình người ta tổng động viên lại tái ngũ à, cho những quý vị nào đến cái tuổi à, chờ, lên đến cái tuổi cao nhất là 33. Như vậy đó quý vị thì chúng ta nhìn vào cái tuổi này Nhân quý vị Thì không có khả năng nào à, Ông Vân à, Tăng tuổi để thoát hết Nhân quý vị Người ta chỉ có giảm tuổi Đó là cái tuổi dễ nhất để giảm Năm 69 Ông ở cái tuổi 24 à, Và ông 37 tuổi Nếu mà ông sinh năm 132 Vậy là Nó vẫn nằm Ở trong cái khoảng thời gian Nhân quý vị Từ 18 đến 37 tuổi Nên Thanh Việt không nghĩ rằng Um, vâng sinh năm 1945 à, là đúng vì sao vì người ta chỉ có giảm tuổi để tránh nghĩa vụ quân sự để gia nhập quân đội của Việt Nam Cộng Hòa tránh à, à, bị sợ có nghĩa là mình không muốn gia nhập hàng ngũ quân đội đó quý vị thì ví dụ chúng ta ở tuổi 22 thì chúng ta khai gian đi để nó giảm tuổi xuống chứ không phải 22 mà khai vượt lên Quá con số 37 tuổi để trở thành là 38 tuổi thì đó là một con số chiều tượng và khó các khả năng xảy ra xảy ra à, có thể xảy ra được với một cái à, khuôn mặt khá là trẻ ở tuổi 22 mà cho rằng nó ở tuổi 38 rồi thì điều đó là à, an toàn không có nhưng quý vị rồi sao nữa quý vị trong cái khoảng thời gian à, năm chín người ta còn à, thành lập theo thanh việc nghiên cứu à, vào sáng nay đó quý vị thì người ta có thành lập một cái nhóm nó gọi là nhân dân tự vệ tuổi từ 16 đến 50 thì coi như là nó bịt hết tất cả các đường của ông Vân ở trong cái việc khai tuổi như thế này. Vì vậy, với những cái con số như thế này để chúng ta thấy một cái điều gì quý vị, khai gian tuổi như trường hợp của ông Vân là không thể xảy ra. Nhưng quý vị, và trong cái giai đoạn ở cái tuổi của ông 77 đó quý vị nếu mà năm nay ông 77 tuổi đó sinh năm 1945 đó thì trong cái giai đoạn đó là ông đang bị tổng động viên. Mà tổng động viên đó quý vị thì người ta khai tuổi xuống chứ không ai khai tuổi lên. Nhưng quý vị nhớ nha. Nếu ông sinh năm 1945 thì chắc chắn ở cái tuổi à năm 1969 là ông 24 tuổi. Đây là cái tuổi bị tổng động viên nha. Và nếu mà năm 65 khi mà bắt đầu cuộc à, à, tổng động viên để Tăng cái um, quân số đó quý vị thì Việt Nam chế độ Việt Nam Cộng hòa cũng uh, yêu cầu ở cái tuổi 20. Vậy là ông đã lọt ngay vào cái danh sách đầu tiên rồi. À nếu mà ví dụ năm 65 ông bị tổng động viên thì ông có thể trốn bằng cách là hạ tuổi dưới 19, dưới uh, 19 tuổi, 17 tuổi. Nhưng quý vị chứ không ai khùng dạy gì mà nâng lên 13 tuổi để nó vẫn còn ở trong cái tuổi đi quân dịch. Đó không, quý vị. Và cho dù đến năm 1969, lúc đó ông 24 tuổi, nếu ông sinh năm 1945 và nếu ông khai gian lên đến 13 tuổi, có nghĩa là 37 tuổi, thì 37 tuổi nó vẫn nằm trong cái giai đoạn mà đi quân đội. Vì vậy, dựa trên cái sự suy nghĩ chủ quan như thế này, với những cái con số sàm xí sọn như thế này, thì thành việc kết luận rằng cái khả năng mà ông Vân 77 tuổi thì rất là thấp. Nhưng quý vị, và cái tuổi của ông à có khả năng cao hơn chứ không thì không bảo đảm 100% nhưng dựa trên những cái thông tin mà chúng ta thấy được trên màn hình thì cái tuổi 90 của ông nó à, gần như là có khả năng cao hơn. nhưng quý vị. Rồi, bây giờ thì mình cho qua cái tuổi này nha quý vị, cho qua đi. Bây giờ mình à, bắt đầu à thân việc có thêm cái tin đó là như thân việc đã nói là năm 67 nha quý vị. 67 là cái phong trào tổng động viên vào uh, quân đội Việt Nam Cộng hòa vào cái thời điểm đó nó lên một con số rất là khủng khiếp. Uh, hầu như tất cả nhân quý vị đều ở trong cái tuổi mà uh, phải đi nhập ngũ đó, có nghĩa là từ 60 uh, từ uh, 20 tuổi cho đến 37 tuổi đó. Từ vì 69 thì người ta mới hạ xuống 18. Nhân quý vị, 67 thì vẫn là 20 tuổi tới 37 tuổi là phải tổng động viên. Và nếu mà chúng ta nhìn sang cái bản đồ đây đó quý vị, thì năm 1967, lúc đó nếu ông sinh năm 45, thì ông 22 tuổi phải đi quân dịch. Và nếu mà ông Khai Giang, thì ôi ôi ôi, ông mới chỉ có 35 tuổi, vẫn có thể đi quân đội được, vẫn có thể bị tổng độc viên được. Nên, dễ nhất, nếu mà muốn, như quý vị, là từ 22 tuổi thấp xuống, chỉ còn 19 tuổi hay 18 tuổi, hay có khi 17 tuổi để trốn quân dịch. Thường thường đó quý vị, người ta chỉ khai gian 1, 2 tuổi thôi. Nhưng quý vị, khai gian 10 tuổi, 12 tuổi mà lên tới 13 tuổi thì cái chuyện hiếm có. Và thường là khai xuống. Khai xuống thì khai vài tuổi. Nhưng quý vị, còn khai lên đó, thì nó phải ở cái tuổi mà nhấp nhà nhấp dưỡng. Có nghĩa là khoảng 30 tuổi thì mình khai lên à, là mình thêm 8 tuổi nữa. Nhưng quý vị, mặc dù cái con số như vậy nó cũng rất là khó vào cái thời mà chiến tranh đang leo thang. Bây giờ nói về qua cái tuổi rồi, thì bây giờ mình nói là vậy thì cái tuổi này nó quan trọng hay không? Tại sao nó lại quan trọng trong cái việc đi tù thì uh, cho phép thanh việt được uh, điểm danh uh, trên thế giới, nhưng quý vị, thanh việt gọi là các lão tướng đã vào tù hay bị kết án. Thì ở đây thanh việt xin được tạm thời nó phân chia ra. Nếu mà nói về các độ tuổi đó, quý vị thì mình phải chia và phân chia ra làm ba loại. Tại sao vậy? Có nghĩa là một người đã ở tù bị kết án ví dụ như là 30 năm, 40 năm đi thì người ta có thể ở tù ở cái lứa tuổi ví dụ 40, 40 năm sau là người ta đã bước sang tuổi 80 rồi. Nhưng quý vị à đó là những người ở trong tù từ lúc còn tuổi trung niên hay còn trẻ rồi nó trở thành là người già nha. Rồi một cái nữa là bị kết án nhưng không bị bỏ tù. Thì à, quý vị để ý rằng bị kết án thì hầu như không có phân biệt lứa tuổi nào. Những quý vị không phân biệt lứa tuổi nào. Bị kết án thôi chứ chưa bị bỏ tù, nhưng quý vị, à, có một số quốc gia thì người ta kết án nhưng mà vì tuổi cao nè, vì à, sức khỏe yếu kém nè, nên người ta quyết định rằng à, không cần cho đi tù. Đối với một số tội, những quý vị chứ không phải người nào cũng vậy. À, còn một cái loại thứ ba nữa, loại thứ ba nữa, những quý vị, một loại thứ ba nữa là mình vào tù bị kết án ở cái tuổi lớn tuổi rồi vào tù cũng ở cái lớn tuổi luôn à đó là trường hợp ví dụ trường hợp rõ ràng nhất đó là trường hợp của ông cụ à, à, họ Lê này yeah, là bị kết án lúc cao tuổi và vào tù cũng lúc cao tuổi thì bây giờ chúng ta điểm danh à, trên thế giới các cái lão tướng à, vào tù à, bị kết án như thế này 78 tuổi nhưng quý vị rồi À, ông này là Victor SWAT, ông ta bị bỏ tù lúc 91 tuổi nha, vì buôn bán à, à, cocaine Ken à, Nhưng mà à, người ta thấy rằng à, à, ông không có à, ông là một cái à, nạn nhân của cái việc mà bị dụ dỗ để mang à, cái à, cocaine đi sang à, biên giới nữa quý vị, nên là người ta cũng à, à, tha bổng cho ông chứ thật sự ông đã bị kết tội à, lúc mà ông ta 91 tuổi. Rồi một uh, nhân vật nữa, ông này là 96 tuổi, uh, Gaston John Pinsas. Ông này là tù nhân lớn tuổi nhất do quý vị. Uh, cũng là cái việc mà à, uh, rất nhiều tình dục nữa. Đó. Thì uh, ông này lúc vào tù, ông chỉ có 18 tháng thôi. Từ vì ông 96 tuổi rồi, nha quý vị. Chứ thật sự ra, với cái tội như vậy đó, vào tù còn rất là lâu còn bà cụ này Amanda Rice Stevenson thì bà này, đó quý vị ở Florida, bà là người lớn tuổi nhất mà à, giết người, nhưng quý vị ở cái tuổi 96. Ở đây thì thân việc cho quý vị thấy, à, thấy cái gì quý vị? Thấy cho quý vị thấy rằng ở bất cứ tuổi nào cũng có thể lãnh án. Cái việc vào tù hay không còn là một cái chuyện khác. Nhưng quý vị thì bà cụ này 96 tuổi với cái tuổi à, với cái việc là giết người, giết hai đứa cháu của bà. À, nhưng mà à, tòa cũng đã à, không có bỏ tù với cái lý do là bà này à, bị cái bệnh à, à, hoang tưởng và không có mất trí nhớ nhưng quý vị rồi một người nữa à, ông cụ này là 92 tuổi Jl Hunter à, à, Ro ông này 92 tuổi nhưng quý vị à, ông cũng là đi cướp nhà băng à, ông cướp nhà băng lúc mà ông ở cái tuổi 82 đó à, 10 năm trời Ông đi ông cướp rất là dữ dội, cướp rất là nhiều nhà băng. À cho đến khi mà ở tuổi 92 thì ông bị uh, uh, bắt và ông bị phạt tù là 12 năm tù và sau đó là ông chết ở trong nhà tù năm 2004. Thì vừa rồi thanh việt cho quý vị thấy một loạt các cái anh hùng lão tướng đã vào tù hoặc là đã bị kết tội ở cái tuổi cao. những quý vị, ở cái tuổi cao. Để chúng ta thấy rằng uh, Tùy theo tội trạng có những người mà tuổi sức uh, khỏe yếu đó quý vị mặc dù lãnh án nhưng mà người ta không đi tù. À tòa không cho người ta đi tù. Hiểu biết rằng người ta không phải là một cái người uh, nguy hiểm cho xã hội. Còn ví dụ cái ông uh, mà quý vị đang thấy trên màn hình đó, ông 92 tuổi nhưng mà ông đi ông cướp nhà băng ở cái tuổi 92 nha quý vị và ông đã ông vẫn trở thành là một cái người nguy hiểm cho xã hội nên là người ta mới bỏ ông vào tù 12 năm. Ví dụ còn cái bà trước đó bà 90 mấy tuổi, 96 tuổi nhả? nhưng mà tòa chứng minh được rằng à, luật sư chứng minh được rằng bà mất trí nhớ nên cho dù bà là kẻ giết người bà vẫn là vô tội. Thì tất cả tuổi tác không phải quan trọng. Cái quan trọng rằng con người đó có thật sự là một cái mối nguy hại cho xã hội hay không? Nhưng quý vị và cái việc mà đi tù thì không phải là đầy đọa để chứng minh là người đó sai, mà cái mục đích từ tù là để cho người đó suy nghĩ được việc mình làm và mình trở ra thì mình không có à có cái uh, cái hành động tương tự như vậy nữa dẫn đến một thêm một cái tội ác nữa. Nói như vậy để chúng ta cùng hiểu được rằng một lần nữa tuổi tác không quan trọng, cái quan trọng là cái hành vi vi phạm gì mà anh uh, đã vi phạm. Đã. Rồi khi mà ra tòa thì tòa sẽ quyết định. À, anh sẽ bị bao nhiêu năm tù Nhưng dựa vào sức khỏe Dựa vào cái độ nguy hiểm của anh Đối với xã hội Thì tòa sẽ đưa ra cái bản án sau cùng Có bỏ tù hay không Nhưng quý vị Rồi bây giờ thân Việt muốn chia sẻ Chia sẻ với quý vị Một con số cũng khá là thú vị Để chúng ta cùng cùng chia sẻ à, Một con số thú vị Đầu tiên thân Việt muốn Cho quý vị thấy à, tuổi của các tù nhân tại Việt Nam. Thì chúng ta thấy như thế nào quý vị? Chúng ta thấy như nào? Ở trên màn hình, à, ở cái trục nằm ngang đó quý vị là cái tuổi nha. Ví dụ cái đầu tiên là 18 đến 21, rồi tuổi từ 22 đến 25, à, 26 đến 30, 31 đến 35, 36 đến 40 và cuối cùng đó quý vị là trên 65 tuổi. Thì quý vị thấy làm sao? Quý vị thấy là phần lớn những tù nhân à, tại Việt Nam chúng ta nó tập trung đông đảo ở cái tuổi từ 31 cho đến 45. Nhưng quý vị à, có thể là nới rộng thêm một chút là từ 26 đến 50 tuổi. Khi mà bước sang tuổi 65 đó quý vị, trên 65 đó quý vị, thì cái số phần trăm nó chỉ còn là 2,8% mà thôi. 2,8% à, so với những cái tuổi À, cái độ tuổi mà gây án nhiều đó quý vị từ 26 đến 50 nhưng quý vị 26 đến 50 thì cái con số đó nó mới thật sự là à, khủng khiếp dạ. trung bình là từ 12% cho đến 18% dạ. thì ở trên 65 tuổi chỉ có3% dạ. mình nói một con số 3% nó chỉ có cao hơn so với cái tuổi từ 18 đến 21 mà thôi như vậy là ông ông cụ đây nhé ông cụ Hà Lê này nếu mà đi tù và thi hành án đó quý vị Thì ông rơi vào cái trường hợp là khoảng 3% So với trong số những cái tù nhân Đang thi hành án Tại Việt Nam chúng ta Nhưng quý vị khoảng 3% Có những người ở cái tuổi như ông Bây giờ chúng ta Thanh Việt còn có một cái con số nữa Cũng rất là thú vị để chia sẻ với quý vị ngày hôm nay Đó là con số gì? Thưa quý vị Đó là cái con số mà thanh việt nói rằng à đó là những tù nhân à, bị vi phạm điều 331 thú vị không quý vị à, đây là những con số tù nhân theo điều 331 tức là à, cái tội à, lợi dụng quyền tự do dân chủ à, làm xâm hại đến à, lợi ích quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức của nhà nước và của các cá nhân đó quý vị nhé thì đây là cái con số tính đến à, năm 2020 nhá thì cái điểm thú vị ở đây đó quý vị, là quý vị thấy rằng nó vẫn tập trung ở những cái tuổi mà khá là nổi bật. À, đó là ví dụ như là 36 tới 60, đó là những cái tuổi, và nhất là từ 40 cho đến 60. À, nó chiếm một cái con số khá là cao, 13%, 13 tới 15%, nhưng quý vị là bị, à, đang là ở tù với cái điều à, vi phạm theo điều 331. Như vậy còn đối với cái ông cụ này thì như thế nào? Thì bây giờ Thanh Việt xin được nói như thế này. Thanh Việt xin được để vào 2 tuổi luôn. Nhưng quý vị, để vào 2 tuổi luôn đi. 77 tuổi thì nó rơi vào cái à, cái cột à, áp chót cho quý vị. Cái cột áp chót đó, nó là khoảng 1,75%. 1,75%. À, cho những người tù nhân vi phạm điều 331 Nhưng quý vị 1, ở cái tuổi từ 76 đến 87, tức là nó rơi vào đúng ngay cái tuổi cả nếu mà ông cụ sinh năm 1945. Còn bây giờ theo giấy tờ của tòa, của cơ quan công an, họ đã à, có cái bản lý lịch đó quý vị à, pháp lý của ông cụ đó. Thì ông cụ năm nay đã là 90 tuổi. Và với cái 90 tuổi đó quý vị thì ông rơi vào cái cột sâu cùng. Nghĩa là sao? Rất ít người bị cái điều 331 này ở cái tuổi mà đang bị đi tù đó nha quý vị là 0,4%, 0,39% quá ít luôn thưa quý vị. 0,4% à, 0,4% à, à, có nghĩa là gì? 0,4% có nghĩa là gì quý vị? Có nghĩa là 1.000 người thì mới có 4 người. Như quý vị, à, 100 người thì mới có nửa người à. à 100 người cho nửa người à, 0,4. Bây giờ nhân cho thêm một con số 0 nữa. Nhá, thì là khoảng 4 người. Như vậy, ông cụ rơi vào cái trường hợp á, là một à, một ngàn người thì có bốn người ở cái tuổi từ 88 đến 100 tuổi. Đây là một cái tỷ lệ rất là thấp, nha quý vị, rất thấp. Đây là cái trường hợp mà à, hồi nãy thân Việt có nói trên thế giới rồi. Bây giờ chúng ta nhìn thẳng ngay đúng vào cái tội một là cái à, điều mà ông cụ theo tòa án của sơ thẩm và phúc thẩm à, cho rằng ông đã vi phạm theo điều 331 thì à, cho dù là ở cái sinh năm 1945 hay là sinh năm 1932 thì cả hai cái, nhưng quý vị ông đều rơi vào một cái tỷ lệ rất là thấp so với mặt bằng chung à, của các tù nhân à, đang thi hành án theo điều 331 vì vậy mà chúng ta thấy rằng à, có những cái điểm lợi và có những cái điểm bất lợi khi mà bỏ tù một âu cụ mà nó không còn có một cái mối nguy hại cho xã hội nữa. Nhưng quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì có lẽ là Thanh Việt đã cũng đã nói khá nhiều phân tích về cái vấn đề là đúng sai, có những trình tự gì đúng, ông cụ có lỗi bao nhiêu, cái bản án đó có đúng hay không? đó Bản án thì Thanh Việt có trao đổi với quý vị rồi. Ở những cái tội khác trên thế giới, người ta vẫn trao cái bản án. À, thì bây giờ hôm nay mình bỏ qua cái chuyện mà bản án đó có uh, gọi là cái gì quý vị? có công bằng hay không đi. Bỏ qua cái câu chuyện đó. Chúng ta chỉ nhắc đến cái câu chuyện rằng bây giờ ông cụ bị 5 năm tù. Ví dụ vậy đi nha quý vị. Thì với cái tuổi tác, với cái sức khỏe như vậy à, với so với mặt bằng chung à, ngay cả Việt Nam của chúng ta là tù nhân theo điều 331 thì ông cụ cũng vẫn rơi vào cái trường hợp hiếm có. Nha quý vị. Đối với thế giới, mặt bằng chung của thế giới thì tùy theo cái loại tuổi nhưng quý vị tùy theo lại phạm tội. Ở đây chúng ta tập trung theo điều 331. Nhà, chúng ta thân việc không có nói về những cái tội sách nhiễu tình dục hay gì cái gì. Nhả? nên chúng ta không nói về cái câu chuyện đó. Chúng ta chỉ tập trung cái bản án 5 năm là điều 331. Nhưng quý vị, bản án 5 năm là điều 331. Đó. Thì à, mặt bằng chung, à, người ta cũng không có cho đi tù những cái người mà không còn một cái mối nguy cho xã hội. Có cái ông cụ người thân việc trình bày, ông đi tù ở cái tuổi 92 nhưng quý vị. Nhưng mà ông là mối nguy hại từ vì ông phạm pháp ở cái tuổi 92, ông đi cướp nhà băng. Còn có những người à 101 tuổi vẫn lãnh cái bản án là 5 năm tù. Nhưng cái đó nó chỉ là làm cho xấu mặt và nó trả lại cái sự công bằng cho những người đã bị à, tàn sát dưới bàn tay của ông này. Nhưng quý vị, à, và À, cái bản án là 5 năm tù nhưng vì cái sức khỏe yếu và cái tuổi cao như vậy nên ông không có đi tù. Còn một người nữa, hai người nữa bên Anh thì thân vị có trao đổi với quý vị rồi đó. Một người ở cái tuổi như là 101 thì phải. À, ông ta cũng chết trong nhà tù với cái tội là à, quan hệ không có đàng hoàng với những đứa bé nên à, nên là à, ông quan hệ ông à, vi phạm ở cái lứa tuổi cao. Anh gì ông vẫn là một cái mối nguy hại cho xã hội nên người ta bỏ tù à, đó là những điều mà chúng, chúng ta phân biệt rõ là cái bản án đó nó có công bằng hay không rồi cái việc đi tù nó có nhân đạo hay không hai điều hoàn toàn khác nhau trong chương trình ngày hôm nay Thanh Việt muốn trao đổi với quý vị nó gọi là có tính chất là có nhân đạo hay không rồi bây giờ thì à, à, mình nói tiếp đến cái phần gọi là chín tuổi đi tù có phải lao động hay không? Bây giờ uh, mình uh, nói đến cái câu chuyện là uh, ông cụ 90 tuổi rồi, bây giờ thì ông đi vào trong trong trại giam, những quý vị. Uh, vậy thì uh, trong trại giam thường thường là người ta có uh, bắt lao động. Vậy thì với cái ông cụ mà với cái sức khỏe như vậy, uh, đi đứng không có được vững uh, lắm cần phải có người dìu dắt. Vậy thì đi vào trong tù, rồi ông cụ này làm cái gì? Thưa quý vị, theo điều 32 và điều 33 luật thi hành án đó quý vị, thì có quy định rằng chế độ lao động của phạm nhân nghĩa là sao? Nghĩa là căn cứ vào độ tuổi nè, sức khỏe nè, giới tính nè, mức án nè, tính chất nè, mức độ hành vi vi phạm của phạm nhân giám thị trại giam sẽ lên kế hoạch tổ chức lao động cho phạm nhân đó trong năm. Dựa vào cái tuổi của ông, dựa vào cái sức khỏe, dựa vào người này là đàn ông hay đàn bà, dựa vào cái mức án là đi tù bao nhiêu năm trời, thì người ta sẽ phân công cái công việc ngay từ lúc vào trong trại. Nhưng quý vị, à, vào trong trại. Thì Đối à, tới hai cái điều 32 và 33 này, thanh vị vừa phải trao đổi với quý vị, thì người ta không À, có nói cái trường hợp là rằng không có trường hợp nào là miễn lao động. Không có trường hợp nào là miễn lao động. Nhưng người ta sẽ dựa vào cái tuổi và cái sức khỏe để người ta phân công công việc. Phân công công việc này có thể là không làm gì hết. À, thì ở đây những phạm nhân mà không đủ điều kiện để lao động. Thì bây giờ quý vị, một ông cụ còn chưa đi vững nữa, cần phải có người dìu dắt nữa thì làm gì có thể mà đi ra nhổ cỏ à, à hoặc là À, quét được đúng không quý vị đứng mà còn không đứng được lâu à, và vì vậy mà theo quan sát của thành Việt thì nếu ông cụ vào trong một trại giam thì người ta cũng sẽ không cho ông cụ đi à, lao động à, hoặc là không có uh, bố trí cái công việc cho ông cụ này Tuy nhiên tất cả nó đều phụ thuộc vào không phải tuổi tác là nhiều mà nó vào cái sức khỏe có những người trẻ nhưng mà bệnh quá nặng và khám và thấy được điều như vậy Nên người ta sẽ không cho đi Còn có những người Nhân quý vị sức khỏe à, Quá tốt Ở cái tuổi cao à, Vẫn bảo đảm được lao động Thì người ta vẫn cho đi à, Như vậy nó không có phụ thuộc nhiều vào tuổi Mà nó phụ thuộc nhiều vào cái sức lao động Ở cái thời điểm đó Cũng như cái việc mà có cho vào tù hay không cho vào tù Thì cái tuổi nó cũng không quan trọng Mà nó là cái gì quý vị Sức khỏe và cái độ nguy hiểm của người đó Đối với xã hội Vậy Đối với một cái ông cụ Đứng cũng không vững 77 hay là 90 Nhưng quý vị đứng cũng không vững Phần lớn là nằm Chúng ta thấy nằm ở trên cái cái võng là phần lớn Vậy thì ông có thể lao động được hay không câu trả lời là chắc chắn là không Nhưng quý vị Và đây cũng là cái lý do mà tại sao Người ta tạm cho ông ta ở bên ngoài trong cái quá trình điều tra vụ án cũng như là cái quá trình xử vụ án. À, ông cụ chỉ có à, ở nhà à, bị à, quản thúc mà thôi. Nhưng quý vị. Vì sao vậy? Bây giờ này quý vị. Bây giờ ví dụ ông ông cụ được à, cho vào trong trại T30 đi, ví dụ như vậy đi, nhưng quý vị. À, thì ở trong trại T30 bây giờ ông cụ đi không vẫn. Nhưng quý vị, đi mà quý vị thấy là còn có phải có một cái người dìu ở, ở bên cạnh nữa. Như vậy vào trong tù à, có ai đi cùng cụ vào để dìu ông cụ không quý vị? chắc chắn là không vậy thì làm sao quý vị mà để để đó đó quý vị thì không đi vào được à, mà phải nhiều thì mới đi vào được như vậy là tình cờ nha quý vị nó sẽ tạo một cái trách nhiệm lên vai của cái người quản giáo đúng không quý vị tình cờ nó tạo thành một cái trách nhiệm lên vai của một người quản giáo ừ, tình cờ như vậy à như vậy đó là cái lý do tại sao và một số cái bản án cho dù là có năm nhưng người ta không cho cái người đó vào tù. À, từ vì tại tạo thêm một cái sức ép, tạo thêm một cái sức nặng đối với những người cai tù, những người quản giáo ở trong đó. Nếu mà không cho, thì ông, ông ông ông, cụ này có được miễn tù không quý vị? À, chưa chắc, đúng không quý vị? Chưa chắc. Tòa án có thể quyết định miễn chấp nhận hình phạt tù chỉ trong những điều kiện sau đây. Người bị án phạt tù có thời hạn trên 3 năm. À, nhưng chưa chấp hành hình phạt, nếu đã à, lập công lớn, mắc bệnh hiểm nghèo và người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa thì người đó được à, miễn chấp hành án. Nhưng quý vị, còn người bị kết án tù đến 3 năm đã được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt, nếu lập công, chấp hành tốt luật pháp, hoàn cảnh gia đình đặc biệt, xét người đó thấy không còn nguy hiểm cho xã hội thì cũng không cần phải à, đi đi tù còn người bị kết án vì phạt tiền à, tích cực là đền bù tiền à, rồi à, không thể đền bù vì hỏa hạn vì công việc vì tai nạn ốm đau thì người ta cũng không ép để phải trả tiền nữa nhưng quý vị tùy vào trường hợp người bị cấm à, phạt cấm cư trú hoặc quản chế nếu đã chấp hành được một phần hai à, thời hạn hình phạt và cải tạo tốt thì cũng được miễn à, chấp hành à, hành hình phạt như vậy, đối với ông cụ này, ông rơi vào trường hợp thứ nhất, có nghĩa là người bị kết án phạt tù có thời hạn trên 3 năm. nhưng quý vị, đó là trường hợp ông cụ đi 5 năm tù. Nhưng mà ông ta chưa chấp hành hình phạt, nhưng quý vị, nhưng đã lập công lớn thì hầu như là không có cái phần lập công lớn. Mắc bệnh hiểm nghèo, thưa quý vị là có. À, người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, thưa quý vị, cũng là có luôn. À, đối với những người À, mặc dù ông ta là chủ mưu, những người đệ tử của ông cũng đã vào tù rồi, vậy không còn một cái người nào ở bên ngoài. Nhưng quý vị cho đến thời buổi ngày hôm nay để có thể à, tạo nên những cái kênh YouTube để cứ tiếp tục à, theo như cơ quan công an là họ phạm tội, mình, mình giả định một cái vấn đề đó đi. Nhưng quý vị thì khi mình xét là có còn nguy hiểm cho xã hội nữa hay không thì đối với thân Việt với cái à, câu trả lời chủ quan này thì thân việc nghĩ rằng ông 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 cụ này không còn là một cái mối nguy hiểm cho xã hội nha quý vị và ông cũng mắc bệnh hiểm nghèo và ông có đi thời ông có bị kết án là trên 3 năm tù nhưng cũng tùy nhưng quý vị cũng tùy thôi bây giờ mức án của ông cụ là 5 năm tù nhưng ông cụ lại mắc bệnh hiểm nghèo nhạc. và à, cái quan sát cá nhân à, chủ quan thì không còn nguy hiểm cho xã hội như vậy thì bà tránh án à, cái cái có tên là bà Kim Thạnh đó quý vị sẽ ra cái quyết định cho dù không có nhận được cái đơn gọi là cái gì quý vị gọi là cái đơn mà xin à, hoãn đó quý vị của ông cụ ký đi nhưng quý vị thì liệu bà Kim Thạnh có ký một cái quyết định thứ hai là mãn hạn tù à, miễn chấp hành án xin lỗi quý vị là miễn chấp hành án phạt tù cho ông cụ này hay không đây là một cái điều mà chúng ta hãy chờ xem nhưng quý vị nhưng nhưng À, theo bên uh, luật sư, đâu quý vị, theo bên luật sư của um, ông cụ đó quý vị, của gia đình họ Lê đó, thì uh, ông cụ sẽ ra trình diện theo đúng quy định tòa để thi hành cái án 5 năm tù, đúng không quý vị, rằng năm năm tù. Uh, ông cụ cho đến ngày hôm nay vẫn chưa ký giấy để xin hoãn uh, thi hành án. Như vậy là ông cụ chấp nhận à, đi ra à, để trình diện và à, bắt đầu à, đi tù với cái thời hạn là 5 năm tù như là cái bản án sơ thẩm và phúc thẩm. Thì à, theo à, một số thông tin chưa được kiểm chứng đăng ở trên mạng đó quý vị thì à, có lẽ là ngày hôm nay, ngày Chủ nhật, ngày 18 tháng 12 hay là cao lắm là đầu tuần sau, ông cụ có tổng cộng là khoảng 7 ngày nhưng quý vị 7 ngày à, để ra trình diện trước khi mà à, cơ quan công an áp giải ông cụ nếu vẫn chưa thấy ông ông cụ ra à, thì à, ví dụ ngày hôm nay ông à, ông ra trình diện và được chuyển về một cái trại giam thì à, thưa quý vị như thân việc trình bày trại giam đó sẽ có một cái trách nhiệm khá lớn và một cái áp lực khá lớn đối với cái vị tù nhân mới này lý do tại sao thì uh, cho phép thân việt được uống một tí nước nãy giờ mình nói hăng say quá mà mình quên uống nước uh, cho thân việc uống một tí nước nha quý vị thân việt cảm ơn quý vị rất là nhiều và quý vị nào uh, nhớ là sau cái chương trình quý vị nhớ để lại ấy uh, lời lời bình luận à uh, cái uh, thân việt thấy là uh, chúng ta để lại những lời bình luận uh, rất là hay và nhất là trong chương trình ngày hôm nay Chúng ta có cái phần đầu ở cái tuổi đi quân dịch trước năm 1975 đó quý vị. À, quý vị nào, à, Thanh Việt biết rằng khán giả của Thanh Việt ở một cái lứa tuổi à, có ở trong thời chiến tranh. À, và quý vị cũng có thể hiểu được những lời nhận xét của Thanh Việt chủ quan như vậy có đúng hay không. Thì quý vị xin nhớ để lại những cái lời bình luận. À, trở lại cái câu chuyện của ông cụ này với cái à, trại giam và những người quảng giáo. À, thì à, quý vị nghĩ làm sao? khi một, một người tù nhân mới họ không có đủ cái khả năng tự chăm sóc cho mình, nhưng quý vị đi lại thì à, à, khó khăn phải có người dìu. quý vị thấy ở trong cái phiên tòa sơ thẩm đó quý vị đó rồi chứng bệnh lãng tai nữa đó. và những chứng bệnh khác nữa thì vậy thì à, với những cái chứng bệnh này thì cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã đồng ý cho ông cụ được tại ngoại. Câu hỏi kế tiếp rằng liệu tránh án của huyện Đức Hòa sẽ cho phép ông cụ miễn thi án hay không? Sau khi mà đã ký à, cách đây à, khoảng à, 10 ngày, nhưng quý vị 10 ngày, à, vào ngày à, 9 tháng, à, 9, tháng, à, xin lỗi quý vị, ngày 7 thì phải, ngày 7 tháng à, tháng 12, hay ngày 9 hay 7 tháng 12 gì đó. Thì không biết là tránh à, án lãng à, Kim à, à, Kim Thạnh, xin lỗi quý vị chá án Kim Thạnh, có cái sự thay đổi gì hay không từ đây cho đến lúc mà hết cái hạn 7 ngày à nhân quý vị chúng ta sẽ chờ xem tại sao mà Thanh Việt lại à, à, muốn quý vị phải à, chờ xem thử cái phản ứng của à, cái vị chá án này thì à, một cái dòng suy nghĩ nó như thế này nhưng quý vị đây là một cái sự suy nghĩ chủ quan à, quý vị nhớ để lại cái lời bình luận Đơn giản là như thế này quý vị, à, ai cũng đã biết rồi, báo chí cũng đã đăng rồi, à, à, những cái sự việc xảy ra gần đây nhân quý vị, rồi à, à, nhất là cái việc mà bên à, Bộ Ngoại giao của Mỹ và cái à, tổ chức à, USCIRF là về cái tổ chức tự do tôn giáo của Mỹ đó quý vị, họ đã liệt kê à, Việt Nam chúng ta vào cái danh sách theo dõi đặc biệt, đúng không quý vị? Special Watch List, đúng không quý vị? Thì uh, uh, cái tổ chức uh, tự do tôn giáo quốc tế này, đúng quý vị? Là cái tổ chức mà nhận được uh, cái uh, nguyện thư hoặc là những cái uh, điền vào uh, để um, uh, đưa cái danh sách của những người uh, đang thụ lý cái án 331 ở tỉnh Long An. À, thì quý vị đã thấy trên cái website của cái chỗ USCIF đã có tên của những người từ cái gia đình họ Lê này. Rồi sau đó thì bộ ngoại giao của Mỹ dựa vào cái kết quả này, à, họ kiểm định như thế nào, họ kiểm chứng như thế nào, có sự liên hệ nào của bộ ngoại giao à, của tòa đại sứ của lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội hay không? thì chắc chắn rằng à, và đại sứ cũng như lãnh sự quán của cả hai nơi Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có những cái đóng góp à để à, cho Bộ Ngoại giao của Mỹ đưa ra cái quyết định sau cùng là đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt thì à, chuyện đó xảy ra, nhân quý vị cộng với cái việc mà vấn đề vào tù của Cụ Vân à, là một trong những tù nhân tôn giáo à, mà cái à, tổ chức USCIF đã được đưa vào danh sách, nhân quý vị đã đưa vào danh sách thì những cái sự kiện như thế này, nha, nó làm cho cái vấn đề mà ngày hôm nay hoặc là đầu tuần sau khi mà à, ông cụ đi ra trình diện để thi hành cái bản án 5 năm tù, nha quý vị ở cái tuổi là 90 tuổi thì nó trở trở nên là khá căng thẳng, nha quý vị trên cái vấn đề là, là nhân đạo, à, mình à, như thân việc trình bày mình tạm thời không có thảo luận về cái vấn đề là án 331 như vậy, 5 năm như vậy thì nó có nặng quá hay không? Bây giờ trong chương trình ngày hôm nay mình tạm thời không thảo luận đến cái mức án mà mình thảo luận rằng trên thế giới có những cái vị ở tuổi 101, 90 tuổi, 95 tuổi, 96 tuổi vẫn nhận cái bản án, có nhận bản án. Nhưng cái việc mà họ có đi tù hay không thì cái uh, luật của các quốc gia đó nó cũng tương đối khá giống luật của đất nước của chúng ta. Đó là gì quý vị? Đó là những trường hợp nào miễn thi hành án. Thì trong đó có trường hợp rằng cái người đó lớn tuổi, bệnh hoạn và không còn là một cái mối đe dọa cho xã hội với cái hành vi phạm tội của người đó nữa. Chẳng hạn người đó phạm tội ở cái tuổi 92 rồi bị bắt và ra tòa, bị phạt 15 năm tù thì người đó vẫn có khả năng là đi tù tại vì họ phạm tội ở cái lứa tuổi đó và cái khả năng để họ bên ngoài sống thì vẫn rất nguy hiểm. Thì trở lại cái trường hợp của ông cụ này. Nhưng quý vị, à, được nêu ra là người à, chỉ huy, người đứng ở phía đằng sau. Nhưng người thi hành đó quý vị, thì hầu như đã bị cơ quan à, à, bên tòa án cũng như là cơ quan công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An à, đưa vào cái tội là 331 với cái bản án À, lớn uh, nhiều nhất ngoại ngoài trừ uh, bên ông cụ đó quý vị là 4 năm rưỡi cho đến uh, 3 năm. Đúng không quý vị? 4 năm rưỡi cho đến 3 năm. Thì hiện nay là họ đã thi hành án được uh, gần một năm rồi. Nhưng quý vị, gần được một năm rồi. Trước những cái vấn đề đó thì chắc chắn những cái người mà muốn đóng ngoạc uh, đồng phạm của cụ đã không còn ở bên ngoài nữa. Cụ có trở trở thành một cái uh, mối nguy hại cho xã hội hay không? Thì câu trả lời đối với Thanh Việt thôi Nhưng quý vị quý vị có thể để lại lời bình luận là không à, không phải là mối đe dọa cho xã hội là một người à, gì nữa quý vị là một người bình hoạn là một người có tuổi trên 90 à, nó rơi vào cái trường hợp là à, ở cái à, cái nhóm người chỉ có chiếm một cái con số là 0,4% nhưng quý vị theo tội 331 thì chắc chắn à, với những cái tội như thế này thì uh, bên của Chánh uh, án nguyễn đức hòa nên có những cái sự suy nghĩ, suy xét đưa lên bàn cân uh, cân thêm cái sự việc này giải quyết như thế nào để đôi bên cùng có lợi. Nhân quý vị đôi bên cùng có lợi uh, có nghĩa là ông cụ cần uh, phải được xem xét và cho miễn thi hành án. Thanh Việt uh, vừa mới trao đổi với quý vị uh, ngày hôm nay. Thông qua cái vấn đề tuổi tác của ông cụ à, 77 hay 90 Thì Thanh Việt có giải thích Con số nào có khả năng cao Có khả năng cao hơn là đúng cái Thanh Việt không có nói là 100% đúng 100% sai Nhưng con số nào có khả năng cao là đúng Thì đối với cái quan sát và cái giải thích của Thanh Việt Về cái vấn đề tổng động viên Vào cái thời của Việt Nam Cộng Hòa Những năm 65 đến 69 Thì ông cụ à, Tuổi chính xác phải là 90 Chứ không phải là sinh năm 1945. Nhưng quý vị thứ hai à, tuổi tác chỉ là một cái yếu tố nhỏ. Nhưng quý vị sức khỏe, à, cái độ nguy hiểm của cá nhân này đối với xã hội, à, cái thời điểm phạm tội là lúc nào, có phải là ở cái lứa cái lứa tuổi mà đi vào tù hay không? Nhưng quý vị thì nó sẽ quyết định đến à, cái việc là có cho cái vị này đi vào để thi hành cái bản án mà được tòa tuyên bố. Quý vị cũng đã thấy rồi. À, khi mà tòa tuyên bố đó quý vị thì những cái yếu tố giảm nhẹ như tuổi tác nè, rồi à, sức khỏe nè à, không nên cho vào, nhưng quý vị nó chỉ dựa trên những cái bằng chứng mà những người này đã vi phạm, à, mà khi có đủ bằng chứng rồi thì vẫn kết tội, nhưng cái việc thi hành án có hay không có như thế nào, giảm như thế nào thì nó nằm ở trong cái phần những cái chi tiết để giảm án, thì à, đối với trường hợp của ông cụ này một lần nữa theo cái quan điểm cá nhân của Thanh Việt và nhận xét của Thanh Việt, công tâm nhất nhưng quý vị, à, một cách chủ quan thì à, ông cụ à, đôi bên cùng có lợi tốt nhất là không thi hành án cái bản án 5 năm tù vì thưa quý vị, nó sẽ tạo một cái áp lực mới cho cái trại à, à, giam à, ông cụ không thể nào đi đứng một mình được, nhưng quý vị à, vào trong tù thì còn có một người để phụ à, đưa cụ lên, đưa cụ xuống ăn uống, nhưng quý vị, thì nó tạo một cái sức ép cho các cái quảng giáo cho các cái tài tù Thanh Việt xin tạm dừng chương trình ở đây và xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ hạnh phúc và bình an bên gia đình I love you all.